Hồi sáng em chở con chạy ngang anh, thằng Quân nó kêu ba tí. Lát anh nghe anh quay qua nhìn thì em tiếp tục chở con ra đi. Em không biết có phải là anh làm gì đó sai với em khiến em có quyết định như vậy, nhưng mấy ngày hôm nay, nhất là hồi sáng, anh nằm đây anh đã khóc rất nhiều. Anh khóc bất tài, vô dụng, mình không có đủ điều kiện giống như người ta. Mình đã đưa em vào cái nơi mà nhiều cám dỗ như vậy để khiến cho em phải sa ngã. Chính cái sự sa ngã đó của em làm cho gia đình mình, con mình nó phải xa ba xa mẹ. Là ở bên em đã hiểu tình thương của người cha. Sáng không biết em có đau lòng không, em thấy con mình nó kêu ba tí như vậy mà em chở đi. Rồi ngày đó em xem được video này của anh, và hay là em sẽ không xem, và con mình hay lớn sau này nó cũng có thể xem được và hay là không xem được. Đàn ông mà không biết đâu cũng chỉ là con người thôi, chứ đâu phải là gì hết. Anh cũng không biết em đã lén lút anh quen hệ với người ta bao lâu rồi, nhưng mà cái ngày anh nhìn thấy anh đau lắm. Anh đã thua người ta về mọi mặt, thua tiền tài, đẹp trai, cao to, bự con, khỏe mạnh hay là anh đều thua. Nhưng đối với anh thì hiện tại anh có thứ duy nhất đó, tình yêu cho em mà không bao giờ giả dối. Anh cảm ơn em tất cả những gì mà em đã mang tặng cho anh. Anh có thêm nghị lực, cố gắng bước tiếp trên con đường sắp tới. Anh sẽ lao và nuốt hết tất cả nước mắt này vào bên trong. Cuối cùng chúc em hạnh phúc với con đường mà em đã chọn trong thời gian sắp tới, bất kỳ lúc khi nào và lúc nào em nghĩ tới anh và con, em suy nghĩ lại thì cứ về đây. Chào em, người phụ nữ mà anh đã từng yêu thương nhất.